Chào mừng các bạn đến với kênh Thanh Nga Official. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn theo dõi những cái video của bên mình thì nhớ nhấn cái nút đăng ký bên dưới nha. Hàng tuần thì bên mình sẽ tải lên những cái video để hướng dẫn cho các bạn những cái kiến thức về sinh lý cũng như là những cái kỹ năng về phòng the. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những cái dấu hiệu mà phụ nữ đang ham muốn và muốn đàn ông phải đáp ứng ngay. Có thể nói là gì, cái chuyện ham muốn tình ái thì ai cũng có, nhưng mà không phải người phụ nữ nào cũng dám thẳng thắn là thổ lộ với đối phương là em đang muốn cái chuyện đó. Bởi vì tâm lý của những người phụ nữ là các bạn biết rằng họ rất là sợ đánh giá, đặc biệt là những chị em nào có tính cách mà dịu dàng, nhút nhát. Tuy nhiên nếu như mà cánh mày râu chúng ta tinh tế thì chúng ta hoàn toàn có thể nhận biết được là những cái thời điểm nào mà những các nàng đang bật đèn xanh thông qua những cái dấu hiệu mà mình sẽ chia sẻ với các bạn sau đây. Thì đây là một cái video vô cùng quan trọng về kỹ năng phòng the, và các bạn phải nghe thật là kỹ để các bạn không tuột mất những cái cơ hội này nha. Trước khi đi vào năm cái dấu hiệu này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái lý do tại sao mà một người phụ nữ họ rất là ít chủ động trong cái chuyện quan hệ. Lý do đầu tiên đó là họ rất là ngại bày tỏ những cái cảm xúc và những cái suy nghĩ của mình. Các bạn biết rằng cái văn hóa phương Đông của chúng ta, đa phần phụ nữ sẽ rơi vào cái thế bị động chứ không có được chủ động, và đàn ông sẽ là cái người chủ động trong tất cả mọi thứ. Mặc dù rằng phụ nữ phương Đông hay phụ nữ phương Tây gì cũng vậy thì đều có nhu cầu về quan hệ tình ái cả, nhưng mà với phụ nữ phương Đông thì họ quan niệm rằng cái chuyện quan hệ đó nhất định là phải đến từ cái sự chủ động, nó đến từ người đàn ông, và họ chỉ là cái người bị động đáp ứng cái nhu cầu của người đàn ông mà thôi. Chính cái suy nghĩ theo năm tháng nó dần dần truyền qua nhiều thế hệ, cho nên đến tận thời điểm hiện tại, mặc dù rằng xã hội chúng ta phát triển rất là nhiều, nhưng mà những người phụ nữ thì người ta vẫn không có chịu thay đổi cái suy nghĩ, không có chịu thay đổi cái quan điểm này mọi người nha. Cái lý do tiếp theo đó là do phụ nữ không thể nào lên đỉnh được. Có những cái cặp đôi thì các bạn tâm sự là cái cuộc yêu của các bạn nó diễn ra rất là chóng vánh, thậm chí là nó không có màn dạo đầu luôn. Ông chồng chỉ chăm chăm vào cái vùng kín của người phụ nữ và chỉ diễn ra trong khoảng 4 đến 5 phút, làm cho họ không thể nào lên đỉnh được. Kèm theo nữa là chồng thường xuyên là lúc lên lúc xìu, rồi độ cương cứng không có được đủ, khiến cho họ cũng vô cùng khó khăn. Thì lúc đó thì người phụ nữ họ có quan điểm là quan hệ cũng được, không quan hệ thì nó cũng vậy mà thôi, cho nên là họ cũng ít chủ động trong cái chuyện đó, thậm chí là họ sợ hãi trong chuyện quan hệ, họ cảm thấy là gì, nó vô cùng mất thời gian luôn. Thì lúc đó các bạn có thể sử dụng cái sản phẩm, đó chính là cái mã phục đan này, kết hợp với cái tinh hào cường lực để giúp cho cái cuộc yêu của các bạn nó kéo dài được thêm, nó tăng cường độ cương cứng cũng như là tăng cường cái cảm xúc của người đàn ông. Thì khi mà người phụ nữ họ cảm nhận được những cái cảm xúc mãnh liệt, những cái cảm xúc chủ động đó thì họ cũng sẽ dễ dàng lên đỉnh hơn. Những lần sau thì họ sẽ cảm thấy là thèm khát hơn và họ sẽ chủ động hơn trong chuyện quan hệ, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ngay vào cái video ngày hôm nay. Đó là 5 dấu hiệu cho thấy là phụ nữ đang ham muốn, đang hướng tình và muốn bạn đáp ứng ngay lập tức. Dấu hiệu đầu tiên đó chính là cô ấy rất là muốn ở một mình với bạn. Tâm lý phụ nữ khi muốn làm chuyện ấy là muốn có một cái không gian riêng cho cả hai. Nếu như mà mình lúc mới quen thì cô ấy từ chối cái việc là đi về khuya hay ở cùng bạn những nơi chỉ có hai người. Một phần là sợ người ta đánh giá, một phần là cô ấy không cho bạn có cơ hội là được đà lấn tới, đụng chạm cơ thể, phải không nào? Nhưng mà bỗng dưng đến một ngày là cô ấy chủ động ngỏ ý muốn đi xem phim đến khuya, hoặc là muốn đến một nơi thật là lãng mạn, nó chỉ có hai người thôi. Cô ấy sẽ bày tỏ mong muốn là tâm trạng của cô ấy không được tốt, cô ấy cảm thấy mệt mỏi với những cái công việc trong cuộc sống và mệt mỏi với hiện tại, rồi muốn đi đến một nơi thật xa, chỉ có em và anh thôi để tránh khỏi những cái muộn phiền. Như vậy thì một người đàn ông tinh tế thì các bạn sẽ nhận ra được là đối phương đang bật đèn xanh cho mình để tiến tới cái chuyện đó. Dấu hiệu thứ hai là mời bạn sang nhà chơi. Thì khi mà cô ấy mời bạn qua nhà chơi vào một ngày đẹp trời, thì cô ấy mời bạn qua nhà chơi thì chỉ có một mình bạn và cô ấy ở nhà thôi. Lý do là ở nhà một mình hơi buồn thì anh sang chơi và ăn cơm với em cho vui, hoặc là nhờ bạn sang làm giúp một cái việc gì đó. Có câu là gì, muốn
bắt được cọp thì phải vào hang cọp. Nhưng trong trường hợp này thì chưa biết bắt ai là người bắt cọp không nào. Thật ra cô ấy đang muốn cả hai có cái không gian và dành cho nhau cơ hội tốt như vậy thì dạy gì mà chúng ta không nắm bắt không nào. Dấu hiệu thứ ba là cô ấy nói về cái chuyện chăn gối nhiều hơn. Một trong những biểu hiện cho thấy người phụ nữ đang ham muốn đó là cô ấy chủ động nói về những cái câu chuyện về tình dục nhiều hơn. Nếu đang yêu thì cô ấy có thể đang dò xét xem là bạn đã từng yêu bao nhiêu người, bạn đã từng làm chuyện ấy với bao nhiêu người, rồi anh thích hôn kiểu nào, hay là thích người phụ nữ ở trên giường như thế nào. Thì tùy thuộc vào cái mức độ tình cảm của cả hai thì sẽ có những cái câu hỏi nó trông có vẻ thẳng thắn và nó táo bạo hơn. Nhưng mà đối với những cái cặp vợ chồng tự nhiên thấy vợ mình cứ hỏi rằng là chồng ơi, chồng thích vợ mặc bộ nội y màu đỏ giống hôm trước không, hay là chồng thích vợ hôn cậu nhỏ hay không, thì của chồng giống lần trước hay không, thì hôm rồi chồng ABC rồi vợ thích lắm, và đại loại như vậy. Cô ấy khen ngợi những cái tình tiết trong những cái lần mà hai vợ chồng quan hệ với nhau á, thì các anh nên hiểu là vợ mình đang ham muốn và rất là mong chờ một cái cuộc yêu cuồng nhiệt, và các anh phải thực hiện nó càng sớm càng tốt. Cái thứ tư là các bạn nên dành tặng cho cô, lúc nào mà cô ấy dành tặng cho bạn những lời khen mà nó có tính gợi tình một chút. Khi người phụ nữ thèm chuyện ấy thì họ sẽ để ý và họ sẽ khen ngợi ngoại hình của người đàn ông. Ví dụ như là em thích vòng ngực vạm vỡ của anh, bắp tay và cơ bụng của anh trông săn chắc quá. Đây không phải là những cái lời khen thường đâu, mà là những cái lời khen rất là gợi tình. Thay vì bạn bắt đầu trình bày để có một cái body như thế này thì anh phải tập luyện rất là chăm chỉ, một ngày phải dành ra là từng ấy bao nhiêu phút, thì hãy bỏ qua những cái điều đó và tiến lại gần cô ấy để cô ấy có thể chạm vào cái thân hình lý tưởng của bạn. Và đây là cơ hội để cả hai bạn có thể tiến xa hơn phong nào. Dấu hiệu thứ năm là cô ấy có những cái hành động rất là thân mật. Người ta nói là gì, nam nữ là thụ thụ bất thân. Nếu như không có tình ý thì cô ấy không bao giờ cho bạn đụng chạm vào cơ thể cô ấy, càng không có chuyện là cô ấy chạm vào cơ thể của bạn đâu. Vì vậy mà nếu như đang ở một không gian mà chỉ có hai người thôi mà cô ấy chủ động ôm sát lấy bạn, rồi vuốt ve vòng ngực, rồi sờ đùi, hay là có những cái hành động kiểu vô tình lướt tay qua chạm cậu nhỏ phía bên ngoài, thì chắc chắn là cô ấy đang muốn bạn và các anh chồng phải để ý những cái dấu hiệu này. Và mọi ngày mà cứ đặt lưng là thấy vợ nhắm mắt ngủ, nhưng tự nhiên hôm nay là vợ cứ trằn trọc lăn qua lăn lại không ngủ được, rồi chủ động quay sang ôm hôn chồng, tay thì nghịch ngợm cậu nhỏ bên dưới, thì trường hợp này không cần các chị em phải nói thẳng là rõ ràng họ đang ham muốn và muốn anh em nên nắm bắt cái cơ hội này để dành cho nàng một nụ hôn say đắm. Nói đến đây thôi là việc còn lại là của các anh em phải không nào. Dấu hiệu thứ sáu là tự nhiên thấy vợ mặc những cái bộ đồ gợi cảm khi ở bên bạn. Điều chị em không có lựa chọn cách nói thẳng thì họ sẽ thu hút đối phương bằng cách là khoe làn da trắng nõn nà nè, bờ vai trần gợi cảm lấp ló sau cái lớp áo von mỏng manh, rồi vòng một căng tràn nè. Biết là đàn ông yêu bằng mắt thì chắc chắn sẽ không thể là ngó lơ trước cái cảnh tượng này rồi. Các anh em nhớ là nếu như đối tác của mình bật đèn xanh cho mình đến mức như vậy rồi mà mình vẫn không làm thì chắc chắn là đối tác sẽ đánh giá mình là một cái người đàn ông rất là kém tinh tế. Cho nên là cái việc mà nhận biết những cái dấu hiệu cho thấy người phụ nữ đang ham muốn là vô cùng quan trọng trong mắt đối phương. Các anh em sẽ là một cái người thấu hiểu tâm lý của người phụ nữ và sẵn sàng chiều lòng đối phương của mình. Khi mà họ đang có ham muốn thì chắc chắn cuộc yêu sẽ vô cùng hoàn hảo và thăng hoa. Khi có cả hai chúng ta có ham muốn và cuồng nhiệt với nhau hơn, đúng không nào? Nếu như các bạn thấy những cái kiến thức này nó hay và nó thú vị thì các bạn phải theo dõi thật là kỹ những cái video như thế này. Nó là những cái chất liệu rất là quan trọng để cho các bạn có thể giúp cho cuộc yêu của các bạn thăng hoa hơn, cho người phụ nữ của các bạn cảm thấy hài lòng hơn. Và một lần nữa, nếu như các bạn cảm thấy hay thì hãy nhấn like và chia sẻ thật nhiều nha. Cảm ơn các bạn.